Những ngày gần đây, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhưng người dân thị trấn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đang tích cực ra vườn chăm sóc, tỉa lá cho đào, tạo nên một không khí tất bật hơn bao giờ hết, với ước mong vụ đào Tết năm nay được giá. Tỉ mỉ khoanh gốc, tỉa lá, tưới nước, bón phân cho 150 gốc đào to, hơn 1.000 gốc đào bé là công việc mà ông Phạm Xuân Nhuận, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang thực hiện những ngày này. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trồng đào cảnh, theo ông, ngoài chăm cây, tỉa lá, khoanh gốc đúng lịch thì việc thường xuyên tưới nước cho từng cây đào để đảm bảo đào ra hoa đều vào dịp Tết là vô cùng quan trọng. Cái thứ nhất là tuốt lá, coi để cái phần tuốt lá vào chậm và cái chăm sóc cho cây đào và tưới nước nó tăng cái sự độ ẩm cao lên để nó giảm cái sự nở hoa, coi như là nó chậm hơn để nó đúng trong cái dịp Tết Nguyên đán. Cũng giống như gia đình ông Nhuận, những ngày này gia đình ông Dương Văn Hiệp, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực chăm sóc cho hơn 1.500 gốc đào cảnh của gia đình. Theo ông, trồng đào không mất nhiều công chăm sóc, đầu tư nhưng lại cho thu nhập khá ổn định, chỉ bận mỗi lúc vào vụ. Bây giờ thì cái Tết Nguyên đán sắp tới rồi thì gia đình chúng tôi là tập trung vào cái vườn đào, chăm sóc là từ là tỉa những cái cảnh nó bị chết. Thứ hai là bắt đầu tuốt lá để cho nó kích thích cho cái mầm ngủ của nó là để ra hoa, cho nó đảm bảo được cái vào cái thời gian Tết nó ra hoa kia bảo đảm được. Xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ hiện có hơn 50 hectare trồng đào cảnh. Nhận thấy trồng đào cảnh đem lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều hộ dân nơi đây đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng đào cảnh. Để tránh rủi ro, các hộ gia đình cũng hạn chế mở rộng diện tích và không trồng tràn lan mà chỉ tập trung nhiều ở thôn 8 và thôn 9. Đến nay, nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm từ trồng đào cảnh, góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng xã Nghĩa Lộ phát triển toàn diện. Ngay từ những ngày đầu năm thì lãnh đạo chính quyền xã cũng như là lãnh đạo thôn cũng đã có định hướng tuyên truyền vận động bà con nhân dân có từ những cái phương án kinh nghiệm và thực tế kỹ thuật chăm bón, thì cũng đưa ra những cái phương thức này, thời gian để chăm sóc cho cây đào làm sao mà để đến Tết Nguyên đán không bị nở sớm hoặc nở muộn. Hoa đào vốn là một loại hoa quý thường được trưng bày mỗi dịp Tết, nhất là ở miền Bắc. Hầu hết gia đình nào cũng sắm sửa một cây hoa đào như một nét riêng không thể thiếu. Do đó, với những gì đã và đang thực hiện, hy vọng người dân xã Nghĩa Lộ sẽ có một mùa hoa Tết thắng lợi.